Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền đang có mặt ở nhà. Hôm nay chở sắt. Sắt vừa về gần 40 triệu. Sắt này mới chỉ là ở móng và cột đấy nhá. Hôm nào đổ tầng 1 là lại lấy tiếp. Đổ xong rồi máy hút nó gạt xuống giáp và dẹ các bác. Đang múc móng chưa xong. Còn mấy mố trụ nữa. Mới hút một nửa thôi. Bây giờ tiền sắt này chắc khoảng 100 triệu các bác. Đây mới chỉ móng và hố trụ. Đấy, còn sắt đổ tầng 1 này. Xong rồi xây tầng 2 và đổ tầng 2 nữa. Chắc 100 triệu. Đứng đây đã. Nặng lắm không? Mấy tấn đấy. Ôi giời. À cái dây nó luồn vào rồi. Dây của mình là luồn vào cái sắt kia. À. Anh cứ nhắc đi.
Mắc mắc ở dưới chú phải cho ấy rồi. Ui, thế nó lại bẹt bẹt cái đoạn kia. Tháo ở dưới, cho ở dưới, cho qua kia đi. Đấy. Cho nó trên trên cái này. Đó. À, đấy. Đâm đâm thẳng cái chỗ này này. Không, chú đưa từ dưới. Đưa dưới lên. Đấy. Đúng rồi, đấy, chuẩn đấy. Nó đang mất cái trong kia cơ. Đấy. Phật. Ờ, Phật. Ra hết đấy. Khỏe lắm, nhìn được. Vâng vâng, anh hộ em ấy. Đồ chợ đất. Đi à lên. Tìm đã đến. Tìm to này cắt được. Ngon. Nặng lắm đấy các bác, nhẹ rồi. Ấy giờ. Rồi, ok.
Dạ bác. Rồi mà nó. Đó là rơi chắc. Không cái trứng gà trong thạo nhấc phát là bệnh. Đây chắc thật. Móng này dàn lan với chú nhỉ? Mắc nhiều gạch quá. À. Mắc nhiều gạch. Mấy móng hai bờ, mắc gạch hết. Vâng. Lâu. Hai bờ. Vâng. Đóng chống sét luôn đấy. Bảo ông Long rồi. Cởi cái áo ra. Đi kia là không được đâu. Nóng nóng đâu, cứ ngồi trên đấy giờ ngồi thì đóng hết, ngồi thở là nhiều đấy. Mấy mày đóng đóng nó mút chặt nó các bác. Mấy ông này sáng mấy ông đóng hết thôi, 4-5 ông thay phiên nhau. Chạy dọc đường này. Mấy chú Long cay quản mấy cái này. Sáng nay 3-4 ông đập gõ hết tốc lực. Nó mút xuống. Có sản viên thì chú được gọi ông Quân. Xong rồi vẫn máy nó vẫn dầm đúng không ạ? Vâng. Quay á. Đó một cặp nhá, để gì được thế. Nhiều đất đó ạ. Gạch khối à. Gạch. Nhiều. Vâng. Thank you.
Dạ. Này thì nhanh, nó không có tường thì nhanh không. Vâng. Không phải cái bờ kia nó chết. Bờ kia vừa tính tường mà vừa phải căn nhà bên. Đấy, đất không thì chạy nhanh. Đất không thì múc đường rồi. Vâng. Sân nó chỉ có mũi gạch ở trên này đỏ này. Một ngang thông bên kia. Đóng cái này vài quay là ngất. Tiến lúc khỏe này. Vâng. Tiến lúc khỏe, nhìn ra người sao thế. Chuyên trợ người lúc khỏe. Tiến đóng ăn lúc khỏe làm được gì, quân gầy như là gì. Ông quân cũng nhắc cái búa nó đổ búa rồi. Cái này lúc này nhiều búa mới làm việc này. À. Búa nó xuống một tí đấy. Mấy sau búa nó bây giờ nó sướng cho nó chỉ xuống được cái con đấy. Mấy múc là nén con rồi. Vâng. Nước không chồng? Rau à, không nước. Nước chồng. Vâng. Bao đất. Sắt này phải 100 triệu. Tiền sắt này, tất cả. Còn hơn đấy, đóng ý còn hơn đấy. Cả móng cả nước thôi, 300. Hả? Quân đấy, hơn trăm. Hơn trăm đấy. À, gọi là hai sàn với một móng. Đây, riêng cái này là 38 triệu, hơn 38 triệu này. Chung cả trăm tí. À. Cắt trên sẽ trên nó nhiều hơn đấy hơn không, cái lượng cây thì ít hơn. À. Cây ít hơn nhưng mà còn thêm cái sắt sàn. Vâng, hai sàn nhỉ, sàn một sàn hai chắc là 10 đấy mới làm dạ đấy đấy à. Nó có nhiều cái
nào chở xe thì đầy thế. Đóng đóng này. Wow. Ôi. Vâng. Hết buổi chiều nay mới xong được ạ. Hết ngày hôm nay. Múc chợ. Yeah.
Xong mẫu này đấy. Cái đấy này vào cái đường ấy cũng không? À. Đường gạch cũ, nhà cũ. Chung thợ xây đã xuất hiện. Đây các bác nhìn này, cái tường cũ múc ở này lại mấy cái cục to tướng rồi kìa. Sâu rồi. Ngập cái gầu rồi. Ôi, đợt này đẹp rồi. Múc hai bên trước, tí nữa quánh bay cả mạng giữa. Giờ mấy giờ rồi? Tối, xong rồi. 3:41. Ôi. Chứng tỏ là cái móng cũ nhà Hoàng Hiền xây là rất sâu, các bác nhìn này. Đấy, xoay mãi dưới này nhé. Nó múc bao nhiêu đi rồi. Hôm đầu tiên dỡ nhà xong rồi phá mặt bằng. Đấy,
Gõ tiếp. Đấy, xuống ngang đấy. Trong dã vào nào xuống vào đấy đấy. Được. Xuống đấy. Nhìn thấy xuống trông thấy. Vâng. Gõ vào nào xuống vào đấy. Đấy. Ngồi nhiều, đứng dậy chóng vào mặt. Xuống đấy. Được. Rong mình đóng mạnh ạ. Được. được. Chuyên nghiệp đấy. Đợt nhiều chưa? Ấy, con này múc cả mạng này mẹ này. Wow. Ui, lên đấy. Ai da. Xong anh lại gấp.
Vâng. Thôi em bay cả mảng lên này. Cả đế đế ở dưới. Con này đây là cái trụ nữa rồi. À thẳng đây đúng không? Rồi, nhiều ấy nhỉ. 6 7 8 9 11 12 13 14 cái. Cả hai cái trụ chữ A 14 cái. Mấy được 6, 7, 8 cái. Đoạn đấy lại cậy móng tiếp. Ấn lưng bánh bánh. Máy múc này nó quay hai đầu, đi đầu nào cũng được. Rồi các bác xem hoàn thiện tất cả nhé. Đấy. À. Bao nhiêu đất? À. Đã xong. Đang múc đốt hai cái hố trụ sảnh ngoài. Đấy. Chống sét là ngon nghẻ. Đây, cái hố này thì cái chỗ này là hai cái sảnh chữ A. Sạch ra ngoài, hiên ngoài. Dễ cái la ở cháu sao? Phải không? Không dễ. Không dễ bấm gì. Đây phải dễ cái lao. Phải. Dạ. Không bấm gì luôn. À. Vào đây con ơi.
Vào nhà đi. Vào đi. Ấy chị à. Đâu? Xong chưa? Đã xong rồi chú ạ. Tổng kết xong đấy, đi đã chở chuyến này đi, gạt bằng khu vực này đó là ổn định hết rồi, ngon nghẻ hết một ngày các bác, mất đúng một ngày, vừa xe chở vừa đấy, đây đất này mọi người nhìn bao đất, ước tính gần 100 khối đất. Ừ, xin chào con, đi vào đấy, máy móc người. Đi vào sân trong kia chơi nhé, vào cái chơi với đội Loan này. Quay video chào các bác đi, chào các bác, hát một bài đi, hát bài cho lên TV, hát luôn. Chào lên 3 2 3. Chào lên 3, chào đi ô tao, cầu thương cháu vì cháu không khóc nghe, không khóc nghe để mẹ trồng cây trái, ta vào nhà mắt ung bà vui cây cày, la 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 la. Vô tay. Rồi, lên TV rồi nhá. Thích lên TV. Cho lên TV luôn. À, lên TV rồi. Em lên thế thôi chứ, cho giờ cho mấy cụ này đi chứ. Vâng. Rồi, ngon nghẻ hết rồi nhá. Mọi người cũng kết thúc cái video này ở đây nhá. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin chào các bác. Ôi ơi, vào đi Ngọc ơi. Vào đi con. Loan. Xin chào các bác và kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào các bác nha.